xin chào cô chú anh chị đến với kênh Bonsai Nam Bộ. Hôm nay xin giao lưu một lô phôi linh sam song hình nha cô chú. Hoa màu tím á, cái cây này là lùng lực, cây rất là già cây luôn. Hoa màu tím nha cô chú, đã đâm chồi xong khỏe rồi. Bể đế là to ha, cây to. Rồi rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Cây đầu tiên có mã số là 257. Rồi em đo hoành ở sát dưới mặt bầu này là 80 ạ. Chiều cao là 28. Thoáng ngang tới đây là 50. Đường kính cái bầu này là 33. Đường kính bầu là 33. Rồi cây linh sam mã số 257, cây này 1.100.000 em bao ship ạ. Quanh em đó đây là 57. Chiều cao là 25. Tán ngang là 45. Mã số 258, cây này 1.200.000 em bao ship ạ. Quanh em đó đây là 63. Ủa phải không? Ờ 63. 63. Chiều cao là 24. Tán ngang là 45. Mã số 259, cái này 1 triệu em bao ship ạ. À? Quanh em đây đây là 45. Chiều cao là 34. Tán ngang là 47. Mã số 260, cây này 750 ạ. Là 48. Chiều cao là 40. Tán ngang là 45. 261 800.000. Em đo gì là 51. Chiều cao là 35. Tán ngang là 50 ạ.
cây, cây này 1 triệu em bao ship ạ. Mã số 262. Anh em đói đây là 61. Chiều cao là 29. Tán ngang là 47. Mã số 263, cái này 850 ạ. Hoành ở đây là 50. Chiều cao là 30. Tán ngang là 49. Mã số 264. Cây này 900 ngàn em bao ship. 264. Nhớ chốt đúng mã mới gửi đúng cây nha cô chú. Hoành em đo gì là 70. 70 ha cô chú. Chiều cao là 24. Tán ngang là 50. 265. Cái này 850 em bao ship. Quảng đây là 70. Chiều cao là 35. Tán ngang là 55. 266. 950 ạ. 266. Quanh đây là 52. Chiều cao là 30. Tán ngang là 50. 267. 1 triệu em bao ship. Mấy cây này rất là nặng cây nha cô chú. Mã số 267. Quảnh đây là 35. Chiều cao là 39. Tán ngang là 40 ạ. 269. Cái này 700 ngàn em bao ship.
Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355. Dạ em xin chào.